Có chuyện gì mà ngó bà có vẻ tức giận quá vậy? Có người ỷ được giao quyền cai quản cái nhà này, dám lên giọng với tao. Bà nói bà ba đó hả? Bà dám giành quyền chăm sóc ông với tao. Ông nằm bệnh một chỗ, bà ba bà dành chăm sóc ông thì bà đỡ chứ sao? Được chăm sóc cận kề ông thì tao mới có dịp tỉ tê để ông viết chút thư theo ý tao chứ. Không may ông ngẫm trước khi viết thì công sức của tao bỏ ra bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết sao? Lúc rối ren vậy mà bà còn nghĩ ra chuyện di chúc nữa hả? Không nghĩ lúc này thì nghĩ lúc nào hả? Mình ơi, mình ơi mình. Mình thấy trong người sao rồi? Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ còn hơi chóng mặt. Mình đỡ tôi dậy nghe. Dạ. Cái gì vậy nè? Dạ. Trời ơi, sao mình lại ngồi dậy? Lỡ bị chóng mặt té ngã rồi sao? Không sao, không sao. Tôi thấy nóng lưng quá, tôi mới kêu em Năm đỡ dậy cho mát cái lưng thôi mà. Không được, thầy thuốc đã đặc biệt dặn mình không được cử động đột ngột. Nghe lời tôi, mình nằm xuống đi nha. Em Năm tránh qua một bên đi. Từ từ thôi mình. Em Năm, sau này em có muốn vô thăm ông thì nên có giờ có giấc một chút. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của chị thì em cũng không nên vào. Sức khỏe của ông là hệ trọng, không thể để sơ xảy ra chuyện gì được. Em hiểu không? Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.